Quay trở lại vụ án hai cô giáo trông trẻ ở huyện Thường Tín, Hà Nội làm tử vong bé trai, sinh năm 2021, chỉ sau 2 tuần nạn nhân tới lớp, đã được chúng tôi thông tin từ quý vị trong các bản tin trước. Liên quan tới vụ việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Đây là thông tin được sư luận trong nước đặc biệt quan tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương, chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với ủy ban nhân dân xã phường, các ban ngành đoàn thể kiểm tra, giám sát cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao trách nhiệm, vai trò của ủy ban nhân dân xã phường trong việc quản lý cấp phép và kiểm tra sau cấp phép đối với các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập, loại hình dân lập và tư thục. Kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định, thông báo công khai. Sở giáo dục và đào tạo cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh biết lựa chọn trường lớp cho con em. Phát huy vai trò của nhân dân, tổ chức đoàn thể trên địa bàn trong việc phát hiện kịp thời các cơ sở hoạt động trái quy định. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cho cán bộ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, chủ cơ sở về các văn bản quy định trong lĩnh vực giáo dục mầm non, nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tình thương trách nhiệm đối với trẻ. Trước đó, liên quan đến vụ án bé trai sinh năm 2021 tử vong chỉ sau 2 tuần đi học tại cơ sở trông trẻ tự phát Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu là Nguyễn Thị An, 30 tuổi, và Nguyễn Thị Lành, 31 tuổi, cùng chú tại Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra vụ việc. Kết quả sơ bộ xác định, nguyên nhân tử vong của bé D là chấn thương nặng ở vùng đầu. Qua đấu tranh, hai bị can này còn khai nhận nhiều lần bạo hành cháu D để rèn vào quy củ của lớp vì bé là học sinh mới. Có thể thấy vụ án đau lòng hai giáo viên trông trẻ làm tử vong bé trai nhỏ tuổi không chỉ để lại vết thương lòng cho gia đình nạn nhân mà nó còn để lại vết hằn trong tâm trí của những em nhỏ có mặt trong lớp thời điểm vụ án xảy ra. Hành động tàn nhẫn của hai bảo mẫu đã để lại hậu quả quá nặng nề. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra bản án cuối cùng, xử lý nghiêm minh những kẻ phạm tội, trả lại công bằng cho nạn nhân và gia đình.